Quần vợt là môn thể thao phát triển mạnh tại các thành phố lớn, nhất là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Ngoài các trận giao đấu bằng những cây vợt mang thương hiệu của những hãng nổi tiếng thì tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác, các tay vợt còn giao đấu với nhau bằng những loại vợt không giống ai như ghế gỗ, gạch lót nền, vỏ chai, v.v. Những loại vợt này thường được phê đóng hoặc các tay vợt tự chế theo ý muốn của mình. Trên sân quần vợt, hai cặp đôi đang thi đấu. Tay vợt cầm ghế gỗ đánh những đường bóng bay vun vút qua lưới, khiến hai đối thủ ra sức chống đỡ bằng vợt chai rượu và vợt gạch lót nền nhà toát mồ hôi. Âm thanh khi bóng chạm nghe chang chát, khác với vợt thông thường. Tuy nhiên về mặt kỹ thuật khi đánh bằng vợt tự chế khó hơn nhiều, đòi hỏi người đánh phải có độ chính xác cao và phản xạ nhanh nhạy. Trong cái vợt dây thì là ai cũng quýnh được, thì những cái đồ chơi như vậy thì nó sẽ chiếm số ít người chơi. Đó thì đâm ra là cuốn hút cho những người mà muốn chinh phục được những cái lĩnh vực mà đồ chơi như thế này. Khi chơi những cái vợt mà vật ví dụ như là vật gỗ, ghế, chai hay là những cái dụng cụ gì đó thì nó sẽ đòi hỏi sự khéo léo và kỹ thuật rất là cao so với lại chơi vật thường. Khi tiếp xúc bóng nó chuẩn xác vô cái dụng cụ mà mình đang chơi. Nó đòi hỏi yếu tố rất là chuẩn xác. Là môn thể thao quý tộc, rèn luyện sức khỏe, tạo cho người chơi phong cách lịch thiệp, lôi cuốn người xem bằng những đường bóng đẹp, thế đánh hay. Việc chơi tennis bằng ghế gỗ, chai gạch ở một số sân hiện nay có thể nói là một sáng tạo ngẫu hứng của các tay vợt này. Oh,